Chiều ngày 8 tháng 12, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy An Giang do đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác tuyên giáo năm 2020 tại quận An Phú. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Ngô Công Thức, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy An Phú. Năm 2020, Ban Tuyên giáo huyện ủy An Phú kịp thời thực hiện tốt công tác định hướng thông tin tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng, tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm quan trọng tại địa phương trọng tâm là tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng quyện đã hoàn thành công tác tổ chức học tập quán triệt nghị quyết đại hội 11 đảng bộ tỉnh cho các bộ chủ chốt triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 05 của bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh công tác nghiên cứu đưa nội dung lịch sử đảng bộ lịch sử truyền thống cách mạng địa phương vào các chương trình đào tạo bồi dưỡng được quan tâm thực hiện Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Công Thức, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy An Phú yêu cầu các địa phương tăng cường công tác nắm bắt thông tin dư luận xã hội, tăng cường tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết các cấp, các ngày lễ lớn, đặc biệt là kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện An Phú. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trường Thị Thanh Hương, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của ban tuyên giáo huyện ủy. Đồng thời, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị Ban tuyên giáo huyện ủy tiếp tục có nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tiếp tục đẩy mạnh về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kế giới thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 dẫn động cán bộ đảng viên tham gia cuộc thi sáng tác quảng bá các tác phẩm dân học nghệ thuật và báo chí chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020-2021 tập trung đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị tuyên truyền nghị quyết của đảng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân